Chào mừng quý vị đến với chương trình Dân hỏi bác sĩ trả lời. Mời quý vị cùng theo dõi những thông tin hữu ích về sức khỏe sẽ có trong bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Bệnh tiểu đường là một bệnh mãn tính xảy ra khi cơ thể không thể sản xuất đủ insulin hoặc sử dụng insulin một cách hiệu quả. Bệnh này không còn quá xa lạ với người Việt. Vậy làm sao để ăn uống một cách hợp lý, tránh lượng đường tăng cao? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây. Khán giả Nguyễn Văn Hà ở Hưng Yên có gửi thư về chương trình. Tôi năm nay 60 tuổi, phát hiện bệnh tiểu đường. Vậy bây giờ chế độ ăn uống nên thay đổi thế nào? Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát bệnh tiểu đường. Một chế độ ăn uống lành mạnh có thể giúp giữ mức đường huyết ở mức ổn định, ngăn ngừa biến chứng và cải thiện sức khỏe tổng thể. Người bệnh tiểu đường cần nắm rõ chế độ ăn uống phù hợp, bao gồm thực phẩm nên ăn và không nên ăn. Theo đó, những thực phẩm người bệnh tiểu đường nên ăn bao gồm: tinh bột Người bệnh tiểu đường ăn các loại thực phẩm giàu tinh bột có chỉ số đường huyết thấp như hạt yến mạch, cơm gạo lứt, bắp ngô, các loại hạt, chuối và táo. Các loại thực phẩm này có thể giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ đường, giúp giữ mức đường huyết ổn định. Đạm Đạm là một chất dinh dưỡng quan trọng của việc hình thành cơ bắp và tái tạo năng lượng. Người bị bệnh tiểu đường nên ăn các thực phẩm giàu đạm nạc chẳng hạn như thịt gà, thịt bò nạc, cá, đậu và các loại hạt. Chất béo lành mạnh cũng có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và kiểm soát lượng đường trong máu. Người bệnh tiểu đường nên ăn các loại chất béo lành mạnh, chẳng hạn như dầu ô lưu, dầu hạt cải, các loại hạt và bơ. Chất xơ có thể giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ đường, giúp giữ mức đường huyết ổn định. Người bị bệnh tiểu đường nên ăn nhiều chất xơ từ trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu. Một số ví dụ về thực phẩm tốt cho người bị bệnh tiểu đường. Trái cây như táo, chuối, cam, Việt quất, dâu tây, nho, kiwi, bưởi. Rau bao gồm các loại rau lá xanh, cà rốt, bí đỏ, cà chua, bông cải xanh, khoai lang. Ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, yến mạch, bánh mì nguyên hạt, ngũ cốc nguyên hạt. Các loại hạt như hạnh nhân, hạt điều, hạt óc chó, hạt chia. Các loại đậu như đậu đen, đậu xanh, đậu đỏ, đậu Hà Lan. Để kiểm soát đường huyết và đạt được kết quả điều trị tốt nhất, người bệnh tiểu đường cần hạn chế các loại thực phẩm sau. Tinh bột tinh chế là những loại thực phẩm có chỉ số đường huyết cao, chẳng hạn như bánh mì, gạo trắng, mì ống trắng, đồ ăn nhanh. Đồ uống có đường có thể làm tăng đột biến lượng đường trong máu. Người bị bệnh tiểu đường nên hạn chế tránh uống đồ uống có đường, chẳng hạn như soda, nước ngọt, nước trái cây đóng hộp. Chất béo bão hòa có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Người bị bệnh tiểu đường nên hạn chế ăn các loại thực phẩm giàu chất béo bão hòa, chẳng hạn như thịt đỏ, bơ, các loại thực phẩm chế biến sẵn. Rượu có thể làm tăng lượng đường trong máu và gây ra các vấn đề khác về sức khỏe. Người bị bệnh tiểu đường nên hạn chế hoặc tránh uống rượu. Những lưu ý khi xây dựng chế độ ăn uống cho người bệnh tiểu đường. Người bệnh tiểu đường cần nắm vững các nguyên tắc kiểm soát đường huyết dưới đây để ngăn ngừa và làm chậm các biến chứng của bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để xây dựng chế độ ăn phù hợp với tình trạng sức khỏe của bản thân. Theo dõi lượng đường trong máu thường xuyên để điều chỉnh chế độ ăn uống cho phù hợp. Khán giả Nguyễn Công Khang ở Hà Nam có câu hỏi: Làm thế nào để phát hiện sớm bệnh tiểu đường và dấu hiệu nhận biết của bệnh? Theo chia sẻ của các chuyên gia, các triệu chứng của bệnh tiểu đường giai đoạn đầu. Thứ nhất, đi tiểu thường xuyên. Khi lượng đường trong máu tăng cao, chúng không được hấp thụ hết vào các tế bào, cho nên lượng đường trong cơ thể phải đào thải qua đường tiểu. Chính vì vậy, một trong những triệu chứng của tiền tiểu đường chính là đi tiểu nhiều lần, thường khoảng 4 đến 7 lần trong vòng 24 giờ. Mặc dù trước khi đi ngủ đã đi tiểu, nhưng nửa đêm người bệnh vẫn phải thức dậy đi tiểu nhiều lần. Thứ hai, khát nước liên tục. Đây cũng là triệu chứng điển hình của bệnh tiểu đường. Do đi tiểu nhiều lần nên cơ thể bị mất nước và phải bù nước liên tục. Do đó dù đã uống nước, người bệnh vẫn liên tục cảm thấy khát. Thậm chí người mắc tiền tiểu đường có thể uống tới 4 lít nước một ngày, trong khi trung bình ở người thường chỉ có 2 lít. Thứ ba, cảm giác vô cùng đói. Dù vừa mới ăn xong, người bệnh tiểu đường vẫn cảm thấy thèm ăn và rất đói. Đó là do đường hấp thụ vào cơ thể không được chuyển thành năng lượng cung cấp cho tế bào, đặc biệt là tế bào não cho nên não liên tục gửi tín hiệu đói xuống dạ dày để cơ thể tiếp tục bổ sung thực phẩm. Thứ tư, giảm cân đột ngột. Mặc dù vẫn ăn uống đầy đủ, người bệnh tiểu đường vẫn bị sút cân nhanh và không rõ lý do. Đó là bởi vì lượng đường có trong máu tuy cao, nhưng cơ thể không hề hấp thụ. Do đó, để có năng lượng cung cấp cho tế bào hoạt động, cơ thể buộc phải đốt mỡ từ mô, phá hủy protein trong cơ bắp, gây ra tình trạng sụt cân nhanh chóng người bệnh có thể giảm từ 5 đến 10 cân chỉ trong vòng 1 đến 2 tuần. Thứ năm, cơ thể luôn trong tình trạng mệt mỏi. Bởi vì sụt cân đột ngột, cơ thể thiếu năng lượng nuôi tế bào và tiểu đêm nhiều lần dẫn đến mất ngủ. Người bệnh tiểu đường sẽ luôn trong trạng thái yếu đuối, mệt mỏi. Nếu lâm vào tình trạng nghiêm trọng, ngay cả thực hiện những công việc hàng ngày hay chăm sóc cho mình cũng là một điều không dễ làm. Thứ sáu, tê bì hoặc ngứa gian ở bàn chân, bàn tay, vào buổi sáng sau khi thức dậy, lượng đường huyết cao sẽ gây tổn thương các dây thần kinh cảm giác đặc biệt là thần kinh ngoại biên, gây nên cảm giác tê bì hoặc ngứa ran ở bàn chân, bàn tay. Thứ bảy, mở mắt, lượng đường trong máu có thể gây đau mỏi hốc mắt, hình ảnh thấy bị méo, mất mờ hoặc hiện tượng ruồi bay, những hạt mờ mờ trôi lơ lửng trong tầm nhìn. Nếu người bị bệnh phát hiện sớm và điều trị ổn định đường huyết, hiện tượng này có thể được điều trị khỏi. Thứ tám da bị khô, ngứa và thâm. Bệnh tiểu đường khiến mạch máu dưới da bị tổn thương, gây nên hiện tượng ngứa gian. Đi tiểu nhiều lần làm cơ thể bị mất nước, cho nên làn da sẽ bị khô. Cơ thể kháng insulin do tụy tiết ra gây tình trạng thay đổi nội tiết tố, khiến da bị thâm ở vùng cổ, vùng nách. Thứ 9. Vết thương trên da lâu lành Những vết cắt, vết chề nhỏ trên da ở người bệnh tiểu đường sẽ lâu lành hơn người bình thường, đặc biệt là rất dễ bị nhiễm trùng, hoại tử. Đó là bởi vì biến chứng thần kinh của bệnh tiểu đường khiến người bệnh không cảm nhận được khi mình bị thương, do đó làm vết thương nghiêm trọng hơn, đặc biệt là vết thương ở bàn chân. Ngoài ra, biến chứng ở mạch máu ngoại vi do tiểu đường cũng làm giảm lượng máu đến các mô bị thương, khiến các tác nhân bên ngoài như vi khuẩn dễ tấn công và gây nhiễm trùng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.